không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Người mà các người muốn tìm là tôi. Thả máu của tôi ra. Muốn bắt cái gì bắt tôi. Anh à, muốn làm con dâu của nhà họ Bành này thì nhất định phải làm chút việc cho họ Bành mới được. Con hiểu rồi, thưa bác. Tôi biết mỗi một võ sĩ đều có mức giá. Không biết có ai mua bộ thanh dân chưa. Nếu như chưa, tôi muốn một người này thì đấu cho chúng tôi. Vì mã của tôi, tôi sẽ không chết trong nhà tù đâu. Chúng ta ai nấy tìm về tên cầu thủ lên võ đài, cùng với bộ thanh dân này tổ chức trận đại chiến thế kỷ. Tôi biết trước giờ các người luôn có hứng thú với bên Tàu và kho hàng của tôi. Tôi sẽ lấy ra cử với các người. Bộ thiên hạ giết bao của tôi cũng phải tham gia, đích thân lấy mạng của hắn. Cái gì? Liên kết rồi lên võ đài đánh thanh dân sao? Nè, nhỏ tiếng một chút đi. Để dì Tiếp Phụng nghe được sẽ phiền lắm đó. Bây giờ ai cũng giành nhau đặt cược. Trời, nếu như thắng, phần thưởng đó rất là nhiều. Thằng quý này, vì vài đồng tiền hôi đó chối bỏ lương tâm chuyện gì cũng dám làm. Con nghe nói họ Kim dốc hết hầu bao cược thanh dân chết. Mấy anh em đó vì muốn đối phó thanh dân, chuyện bị ổi cỡ nào cũng có thể làm được. Con sợ lần này thanh dân thật sự lành ít dữ nhiều. Alo. Phải. Ờ. Đám cai ngục gọi tới nói vì Tế Phụng có thể vô gặp thanh dân. Sao tự nhiên lại cho phép vậy? Không lẽ chúng lương tâm cắn rứt sao? Muốn cho chị Tế Phụng gặp con của chị lần cuối. Xui xẻo. Chắc chắn là không. Để con đi đánh thức chị Tế Phụng. Đừng nói lung tung đó. À, ai ở trong bếp vậy? Chị Tế Phụng à, chị làm gì vậy? Tôi nhớ rồi. Lâu rồi không làm bánh bao cho con ăn. Định làm một chút. Đợi nó được thả có cái để ăn. Cai ngục mới gọi điện tới, nói gì có thể vô thăm thanh dân. Đừng làm nữa, con cùng dì ra ngoài mua vài cái. Ờ. Thôi đi, bánh ngoài đường đâu có ngon bằng tôi làm. Nhanh lắm. Nè anh thanh dân ơi, lần này có tự tin không vậy? Nghe nói xa mã thực sự lợi hại lắm đó. Ờ, còn có một người tên Liên Kích nữa. Tôi có anh em lúc trước từng bị hắn đánh. Chà, nắm đấm của hắn mạnh lắm à. Đã kêu mọi người đừng làm phiền anh thanh dân nghỉ ngơi rồi. Nếu như thua rồi có phan bồi thường không? Bồi thường cho anh có chịu không? Làm việc đi. Đi làm việc đi. Thôi đi làm việc đi. Tôi cũng cược anh thắng à. Thì đó. Anh không cần, má anh tới thăm anh. Mở. Mở. Con. Sao con ốm vậy? Có phải bọn họ ăn hiếp con không? Nói cho má biết. Má trừng trị bọn chúng. Đương nhiên không có rồi. Con ở trong này ăn cơm no không có gì làm nên tập thể dục thôi. Con của má giỏi giỏi như vậy ai dám tiếp cận được con chứ? Vậy con điều tra tới đâu rồi? Chừng nào được thả? Ờ, đang điều tra. Con mau điều tra đi, tranh thủ ra ngoài. Mất công làm má suốt ngày lo lắng. Con biết rồi, nhưng mà má phải nhớ đó. Lúc không có con ở nhà, má nhất định phải tự lo cho mình. Nếu như gặp vấn đề gì, nhất định phải nói cho Thiên Thiên và mọi người biết. Đừng nên tự mình lén lút trốn ra ngoài biết không? Còn nữa, má không biết tính cách của má kia mà. Không chịu nhịn nhục, lại nóng nảy, dễ sinh sự với người ta lắm đó. Má nhớ đừng có cãi với người ta nha, biết không? Má biết rồi. Con là má hay má là má, những chuyện má cần nói đã nói cho con biết rồi. À, má có đem bánh bao tới con ăn nè. Vậy sao? Nè. Từ từ ăn, từ từ ăn ha. Má đem vô nhiều lắm. Đợi con ra ngoài, má làm nhiều hơn cho con ăn, chịu không? Dạ, ngon lắm. Ngon lắm. Để dì đi lo lót đám cai ngục đã. Tốt cái thanh dân một chút ha. Đúng ra không cho thăm, sao tự nhiên lại cho phép vậy? Bây giờ tôi trở thành quyền dương ở đây rồi. Tôi kiếm tiền cho bọn họ. Ở trong này, bây giờ tôi nói sao cũng được hết. À, đúng là thực tế. À phải, tôi có một chuyện muốn nhờ cô làm nè. Tôi biết anh muốn gì. Đưa 100.000 cho tôi sẽ thay anh chăm sóc má anh. Muốn giỡn với tôi hay sao? Tôi làm gì có 100.000 bạc nhiều tới vậy? Vậy thì anh tự ra ngoài chăm sóc má anh đi.
Má của anh tự chăm đi, đừng y tôi. Lần trước anh cứu Tiểu Nhu cũng có thể làm thẳng tay như vậy, đánh vài trận thôi, không lẽ anh kham không nổi sao? Má anh làm rất nhiều bánh bao đợi anh về đó, anh mau về nhà ăn hết đi. Má đã nhờ hết bọn họ rồi, họ sẽ tốt với con. Con ở bao lâu cũng không cần sợ hết. Cảm ơn má. Ăn cho nóng đi. Con biết rồi. Đi, không cần phải lo cho con đâu hả? Người thứ hai anh muốn gặp đã tới rồi. Tôi biết cô là người của nhà họ Bình. Tôi muốn làm một cuộc giao dịch với cô. Tôi giúp cô thắng trận đấu này. Cô phải cứu tôi ra ngoài. Anh dựa vào đâu mà đặt điều kiện với tôi? Dựa vào chuyện cô và họ Kim đánh cược, đặt nhiều tiền lên trên người tôi. Nếu như tôi thua, chắc chắn các người sẽ mất rất nhiều tiền. Cô chính là người lần trước đánh lén tôi. Tôi có bao nhiêu cân lượng, trong lòng cô biết rõ rồi. Anh không được chọn. Anh nhất định phải thắng. Không phải vì bản thân anh, mà là vì má anh. Người muốn anh chết thực tế không phải là tôi, là họ Kim. Chỉ cần anh thắng trận đấu này cho tôi, sẽ làm suy yếu thế lực của họ Kim, mối đe dọa đối với anh cũng giảm nhẹ rất nhiều. Còn suy nghĩ nhiều để làm gì? Chuẩn bị tinh thần đấu một trận thật tốt, sẽ còn mạng ra ngoài ngay. Cô không phải là muốn thắng tiền. Cô muốn lợi dụng tôi để đối phó với họ Kim. Tùy vào suy nghĩ của anh. Hấp thêm con bông mú, thêm một phần bông bông cá về chân ổng. Anh coi anh chống ai? Y như mà đối đầu thai vậy. Nè, lần trước tôi dẫn gã quân nhân tới, chưa kịp uống hớp trà đã bị người ta đuổi đi rồi. Tôi không ăn cho đủ vốn sao được. Cũng phải cảm ơn Kim đại thiếu gia, Kim nhị thiếu gia. Anh chiến thắng trường này, trên trồng cũng có cho anh ăn đó. Nếu như anh thua, bữa ăn này sẽ là tiệc chuyển biệt anh đó. Yên tâm đi nhị thiếu gia, liên kính này liều bằng mạng sống cũng phải đánh chết gã đó. Nghe nói lần này tiền cược rất lớn, không biết tới lúc đó tôi được chia bao nhiêu đây. Anh nhìn anh đi, há hốc cái miệng giống ai chứ. Nhưng mà tôi thích. Tóm lại không bạc đãi anh đâu hả? Cảm ơn nhiều. Tại sao anh đem câu lạc bộ cầm cũng không nói cho em biết? Em nghĩ mình là ai chứ? Ba căn nhận em coi chừng thôi. Câu lạc bộ đó là của họ Kim, không phải của em đâu. Họ Bành kêu luôn đứa con về đây định mở rộng thế lực. Chúng ta không chơi lớn một chút hả? Ý chí của chúng sau này luôn cả chỗ đứng cũng không còn. Em còn tính toán chi ly với anh nữa. Lỡ như thua thì sao? Cầm miệng. Tôi nhất định thắng Bộ Thanh Dân. Kim tiểu thư, tôi ra sức như vậy, sau này nhớ chiếu cố tôi nha. Im đi. Nói trả thù cho ba cái gì? Suy cho cùng cũng chỉ vì tiền thôi. Kim tiểu thư, trả thù với tham tiền đâu có xung đột với nhau đâu. Đúng là hết thuốc chữa. Nếu mọi người nhất định lấy câu lạc bộ ra đặt cược, vậy em đành phải nói với ba. Em ráng đồng đã một chút đi, lý là ba không biết chứ. Em đúng là ngơ ngơ ngáo ngáo. Em nghĩ ba coi trọng em lắm sao? Em chỉ là phụ nữ thôi, không có chỗ đứng trong nhà họ Kim đâu. Xỉu đi. Làm sao đi? Càng lúc càng tới gần ngày đấu võ đài rồi. À, Thành Dân có cứu đám con gái đó mà. Nhờ người nhà của họ giúp đỡ, đông người dễ xử trí hơn, tạo áp lực quần chúng cho họ. Để con đi. Bình tĩnh đi. Nói rồi, ai cũng sợ hai nhà Kim Bành, không có ai chịu giúp đỡ. Đúng là tức chết mà. À, hay là liều một phen, cướp ngục đi. Để con đi. Bình tĩnh lại. Mấy chục cai ngục, mấy chục khẩu súng đó, dưa vào hai người, làm sao cướp? Chúng ta cũng phải tìm cách gì chứ. Nếu chúng ta không làm gì hết, chắc chắn Thành Dân sẽ chết đó. Nhờ liên kết giúp đỡ, không chừng còn hy vọng. Đừng có nhắc tới thằng đó, bất phân thị phi, ngang nhiên thay mặt họ Kim lên võ đài tham gia thi đấu. Luôn cả anh Kích cũng tham gia sao? Rõ ràng anh đã hứa với con sẽ giúp anh Thanh Dân mà. Lợi ích trước mắt, kêu đánh cha, hắn cũng đánh thôi. Để tôi đi. Đi đâu chứ? Bây giờ anh đi tìm thằng phản bội đó, đánh cho hắn tỉnh. Dù sao hắn và Thanh Dân cũng từng giàu sinh ra tử, bây giờ vì đồng tiền phản bội người ta,
Có khi nào là có hiểu lầm gì không? Điển hình như lần trước vậy đó. Ngoài mặt anh kích có vẻ ngoảnh mặt thờ ơ, nhưng cuối cùng anh cũng cứu cả đám con gái. Em nghĩ anh họ của em tốt bụng vậy sao? Chị nghe Kim Phúc Muội nói hắn nhận tiền của Bành Kiên, muốn giá quà cho họ Kim nên mới đi cứu mọi người thôi. Không có đâu, anh kích không phải hạng người như vậy. Mặc kệ đó là người nào, bây giờ anh đi nhờ hắn giúp đỡ. Nếu hắn không chịu giúp, anh đánh tới hắn chịu giúp mới thôi. Nè, anh đừng có suốt ngày bắt em trả lại được không? Chân của anh không mỏi, tay của em cũng mỏi lắm đó. Alo. Phải. Được. Có phải Thành Dân có chuyện gì không? Kim Phúc Muội gọi tới, kêu con tới câu lạc bộ gặp cổ. Kêu con tới đó vào thời điểm này không có gì chứ? Không biết, nhưng đi gặp cổ cũng tốt. Con muốn coi họ Kim có động tĩnh gì. Tóm lại trước khi con trở về mọi người đừng làm gì hết, nhất là anh nha. Nếu không em đập bể đầu của anh. Kim tiểu thư, cô cũng lâu rồi không tới câu lạc bộ, coi chừng giùm tôi. Xin lỗi nha, dạo này hơi bận. Hy vọng cô công ra công, tư ra tư. Chuyện này liên quan đến sự sinh tử của bạn tôi. Kim tiểu thư, cô có thể giúp tôi không? Niệm tình tôi từng giúp cô cứu bộ Thanh Dân đi. Muốn mặc cả ngại giá với tôi, cô nghĩ bản thân cô lại? Tôi không dám, nhưng tôi không còn cách nào, cho nên tôi mới tới đây năn nỉ cô thôi. Cô đừng nghĩ cô từng giúp tôi thì cảm thấy tôi mắc nợ cô. Trước giờ chỉ có người ta mắc nợ họ Kim, họ Kim không nợ bất cứ ai. Tôi hiểu. Họ Kim đặt cược bộ Thanh Dân chết. Cô kêu tôi giúp hắn, tức là đi ngược lợi ích của họ Kim. Dựa vào câu nói này, tôi có thể lập tức giết cô rồi. Tôi xin lỗi, cô coi như tôi chưa nói gì. Từ nay cô không cần làm việc cho tôi nữa. Theo tôi vô phòng, tôi trả tiền cho cô. Từ nay không ai nợ ai. Anthony. Đừng gọi tôi như vậy. Anh này anh nọ nguy hiểm vô cùng. Anh đáng nhận mà. Nghe nói anh thay mặt họ Kim đấu võ đài. Tới lúc đó chiến thắng anh có thiếu gì tiền. Nè, anh nhớ đừng bỏ mặt tôi nha. Đợi sau khi tôi lấy được tiền thưởng, tôi sẽ mở rộng tiệm xoa bóp. Tới lúc đó nhất định sẽ để lại phòng khách quý cho anh. Cái mập. Quyết định vậy đi, làm việc nha. Nè, anh có nhân tính không? Anh vì tiền chuyện gì cũng dám làm. Anh không chỉ đã bắt Thanh Dân vô tù, mà anh còn muốn lên võ đài đánh ảnh. Bây giờ tôi sẽ giải trả mối thù này. Nè, anh bình tĩnh lại đi. Chúng ta còn chưa ai hỏi rõ anh Kích nữa mà. Hỏi gì nữa chứ? Lúc nãy cô không nghe sao? Anh Kích, anh đấu võ đài vì tiền thật sao? Không phải vì muốn cứu anh Thanh Dân sao? Nói rõ thì phiền lắm. Nếu anh nói với em anh giải trả thù cho ba, không cứu anh Thanh Dân, em cũng không còn gì để nói. Nhưng mà anh đã vì tiền thì... Có mâu thuẫn sao? Không mà. Tôi không đánh cho anh tỉnh, tôi không tên là cát nữa. Em đặt cược lớn vào bộ Thanh Dân, nhưng mà em coi quyền thái của đối thủ liên kích này cũng không kém đâu. Anh nghi ngờ cặp mắt của em sao? Em là vị hôn thê của anh. Anh nghi ngờ cặp mắt của em tức là nghi ngờ bản thân mình rồi. Nói không lại em. Người đang đấu với liên kích võ công cũng giỏi lắm đó. Hắn là bạn của bộ Thanh Dân, cũng là một người có thể lợi dụng đó. Dạ Lai Cát. Em đã nói câu gì? Thanh Dân là bạn thân của anh. Gã khốn này lại không chịu nghe ai khuyên. Nếu như anh đánh bại hắn, ít ra Thanh Dân lên võ đài bớt được một đối thủ. Em mau kéo Tiểu Nhu ra, anh phải đánh tên khốn này tàn tạ luôn. Anh đừng có nhiều chuyện quá. Em mới đi gặp Kim tiểu thư, cổ nói nếu em giúp bộ Thanh Dân tức là đối đầu với cổ. Luôn cả chúng ta cổ cũng đối phó đó. Vậy thì sao chứ, bạn bè với nhau phải giúp đỡ lẫn nhau mà.
Anh đừng ngu ngốc quá có được không? Anh biết người ta được bao lâu? Đáng cho anh dùng mạng cứu họ sao? Thấy chết không cứu. Người học võ không thể thiếu nghĩa khí vậy được. Nghĩa khí có thể ăn thay cơm không? Tiền thì được đó. Cô trả lại tiền cho chúng ta rồi, lập tức gom đồ đi rời khỏi phố người qua. Muốn đi em tự đi đi, cho dù chết cũng được, anh cũng không để cho Thanh Vân có chuyện. Nè, tô cá 2.000 nha. Tôi mua bộ Thanh Vân. Thanh Vân 2.000 nha. 2.000 Mọi người bình tĩnh đi, đừng có ồn ào quá. Điền gia, cho Long gia, cả nhà đều đông đủ sao? Có người đưa cục tiền lớn cho chúng tôi xài, chúng tôi tới nói câu cảm ơn cũng phải thôi mà. Xét trước sau, hình như chúng tôi phải cảm ơn mọi người mới đúng. Hơn nữa chưa tới phút cuối cũng không biết ai sẽ thắng. Điền gia, đây là con dâu tương lai của ông sao? Nhân tài của họ Bành thật sự đưa lên như vậy sao? Chuyện gì cũng phải nghe theo lời của một phụ nữ hả? Đương nhiên là không đông người như họ Kim các ông rồi. Tôi chẳng thà tin lời của phụ nữ cũng đỡ hơn ông tin đám con phá của này của ông. Anh hai nói hay lắm đó. Trời, mấy nhân vật tiếng tăm xuất hiện luôn đấu khẩu với nhau sao? Giỏi quá, vừa tới liền đánh nhau. Di Tế Phong, Di Tế Phong, sao dì ở đây vậy? Không phải dì đang nghỉ ngơi ở nhà sao? Sa Mã cho người kêu dì tới, nói là đón Thanh Vân đi. Sa Mã? Tại sao chị Tế Phụng lại ở đây? Có mờ ám, chú canh chừng dì đi. Nè, qua ngồi đi, lát nữa chúng ta sẽ đón Thanh Vân về. Phải, qua đây đi. Qua đây ngồi đi. Cuộc chiến thế kỷ được mong đợi nhất lập tức bắt đầu. Quyền Dương trong lòng mọi người là ai vậy? Hô lớn lên cho thử đi. Sao nó quen biết nhiều người vậy? Bọn họ cũng tới đón nó ra tù sao? Vương gia phái. Các vị khán giả, Bộ Thanh Vân. Con. Tối nay chúng tôi sẽ dùng quy định đặc biệt, đó là 8 người hỗn chiến đấu sinh tử. Người cuối cùng còn đứng trên võ đài chính là người chiến thắng. Có nhầm lẫn không vậy? Đặt xong rồi mới nói. Nói sớm tôi đã không mua rồi, thiệt tình rồi. Tất cả đừng nóng nảy quá. Trong khoảng thời gian này mọi người vẫn có thể đặt cược. Chọn được người nào đừng chùn bước. Cứ gì đặt cược, đừng chậm trễ nữa. Người kia trước đầu tiên, đó là ba của anh ta bị bộ thiên hạ giết chết. Còn muốn phục thù liên kích. Người thứ hai là cảnh trưởng phố Người Hoa, đấu quyền thái chính tông, anh Sa Mã. Người thứ ba, thứ tư là sư huynh đệ đồng môn, đều chơi karate, Triệu Thường Lục và Đới Cao Dân. Người thứ năm là tiền quyền dương võ đài đã mãn hạn tù, Bách Kỳ. Người thứ sáu là Dạ Lai Các công phu tài ba. Hả? Lai Các? Các, sao nữa đi vậy? Tôi, bên nhà họ Bành có một cô gái sắp xếp cho tôi tới đây. Chúng ta có thể sánh vai chiến đấu rồi. Chúng tôi cũng là người của họ Bành, sẽ giúp anh đối phó với võ sĩ của họ Kim. Người cuối cùng chính là vua trên tứ phố Người Hoa, Tất Dịch.
Ê, què mà cũng tới đấu hả? Què mà đấu gì chứ? Kiếm người bình thường chút đi. Trời ơi, chứ bằng để tôi tham gia hơn. Què mà cũng có đấu rồi. Đấu gì? Đó, què mà. Què mà sao đấu? Què mà biểu. Làm trò cười hả? Tất cả võ sĩ đã ra đủ rồi. Cái gì căng giả? Chuẩn bị xong chưa? Hôm nay tôi phải trả thù cho ba tôi. Giết chết anh. Hôm nay đối thủ của anh là tôi. Võ đại thế kỷ, đấu sinh tử chính thức bắt đầu. Thanh Vân cũng có chút tài năng, có nên xuất tuyệt chiêu không? Bạch Kỳ. Đối thủ đánh tôi, tôi cũng liên quan đâu. Tôi là Tấn Vân kìa. Tôi là Tấn Vân đi nè. Hả? Tức Dịch và Bách Kỳ không phải là người của họ Kim sao? Sao lại tự mình đánh mình vậy? Chắc chắn họ Kim có âm mưu. Bộ Thanh Vân, anh có phải con người không? Nhìn thấy em của mình bị người ta đánh cũng không ra tay. Tên què đang bị người ta đánh đó là em của anh Bộ Thanh Nguyên đó. Cậu ta nói người đó là Bộ Thanh Nguyên sao? Ê, hắn nói phải thì phải sao? Chắc chắn là hắn cố tình nói ra, muốn làm Thanh Vân rối trí. Đừng suy nghĩ, đừng suy nghĩ. Cứu em anh ơi, em sẽ bị người ta đánh chết rồi. Cậu là em của tôi thật sao? Em không sao nữa chứ? Cuối cùng anh cũng giận em rồi sao? Thanh Vân, con nhất định phải cứu em con. Anh nhất định bảo vệ chị. Đừng sợ, đứng sau lưng anh. Anh không bảo vệ được lâu đâu. Không ai có thể làm tổn thương nó nữa. Thanh Vân, em không liên quan đến tôi. Là Kim Long Kim tôi làm vậy thôi. Nếu anh không chết thì tôi phải chết đó. Anh sao bả? Anh giết hắn đi. Anh đã nói mà. Anh giết hắn trận đấu này. Anh thả em ra mà. Có phải không anh sao bả? Tao không cần mày dạy tao phải làm sao. Sao bả? Người muốn giết là tôi. Thả em của tôi ra. Tôi ghét nhất là kẻ phản bội. Anh không biết dạy em, tôi dạy giùm anh. Ừ.
Đừng mà. Đừng mà. Tình khốn Sa Mã này tệ gì vậy? Biết trước còn tự tham gia còn hơn. Bộ Thanh Vân quả nhiên là lợi hại. Hèn chi anh đang coi trọng hắn như vậy. Cuối cùng không còn ai có thể cản tôi giết anh. Anh nghe tôi nói, ba của chúng ta chết chắc chắn là có quẩn khúc. Anh tự suy nghĩ hỏi họ đi. Đại thiếu gia, hình như bên kia có tiếng động. Hắn bị thương nặng như vậy, có lẽ chạy không xa. Tôi và anh hai tìm bên này, các người tìm bên kia, dưới đây mới tìm được hắn. Dạ. Đây là đâu vậy? Anh bị thương nặng như vậy, tôi không thể cõng anh về phố người qua. Nghỉ ở đây một lát, lát nữa đi tiếp. Cảm ơn, cảm ơn cô đã cứu tôi. Làm sao trả ơn tôi chứ? Phải trả ơn sao?
tôi chỉ thích tiền thôi. Hai người, qua bụi cỏ đằng kia tìm kỹ đi. Anh Bảo Trường, trong bụi cỏ có vết máu, anh qua đây coi thử đi. Chạy đi. Có đường, có ánh sáng, chắc chắn có đường thoát ra ngoài. Có chân. Anh làm gì vậy? Cô chạy trước đi, khỏi lo cho tôi. Tôi không bỏ mặc một mình anh được. Tôi không muốn liên lụy tới cô, đi đi. Đừng mà. Đi đi. Thả tôi ra, thả tôi ra. Anh cực khổ giữ lại mạng sống cũng vì muốn gặp Dì Thế Phụng thôi. Anh cao thượng như vậy, giỏi lắm sao? Thả tôi ra, thả tôi ra, thả tôi ra. Anh Sa Mã, lần này không thể giết Bộ Thanh Vân, có khi nào Long Gia không vui không? Chuyện đấu võ nếu không thắng thì thua thôi. Nói thì nói vậy thôi, nhưng mà ông thua nhiều lắm. Có khi nào ông tìm người tế cờ không? Cậu tưởng chức cảnh trưởng của tôi phóng người qua là trò đùa hả? Ông dám động vào tôi, Long Gia tôi cũng coi như không có. Nè, bên ngoài đang rối tung, ra ngoài nghe thử coi tình hình sao rồi. Dạ anh Sa Mã. Em ơi, em ơi, alo, ai đó? Anh Sa Mã. Gọi tới làm gì? Gọi tới hỏi thăm anh thôi, sợ sau này không còn cơ hội nữa. Tức là sao hả? Cậu bộ anh sắp chết tới nơi mà vẫn chưa biết. Liên kích, tôi cảnh cáo cậu đừng đùa nữa. Cậu chỉ là con chó bên cạnh tôi, cậu đừng hòng gặp may mắn. Anh chưa thấy phong thủy luôn xoay vòng sao? Nay mai tôi thế chỗ của anh, đáng tiếc có lẽ anh không còn mạng để coi. Tình khốn này, tìm được cậu biết tay tôi. Lâm Gia, xin lỗi nha, tôi đã cố hết sức cho trận đấu rồi. Ông coi, tôi cũng bị thương nặng lắm. Thua cũng không sao, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân thôi. Nhưng mà tôi ghét nhất là ai ăn cháo đá bát. Lâm Gia, ông nói gì vậy? Tôi không hiểu gì hết.
cậu thân là cảnh trưởng của phố Người Hoa, cậu làm sao giải thích đi? Hành lý này, Long Gia, tôi xin thề, tôi không có làm chuyện có lỗi với ông. Anh à, em đã lấy tiền về rồi. Ủa, Long Gia. Tiền gì chứ? Có người gọi điện thoại cho em, nói anh cược trận đấu thắng được rất nhiều tiền, kêu em đi lấy tiền. Ngoài mặt thì đấu cho tôi, thực tế là cược bộ thanh dân thắng. Hèn chi tôi có nhiều cao thủ cũng chịu thua. Không có Long Gia, tôi thật sự một lòng đấu võ cho ông mà, không có cược với bộ thanh dân gì, tôi bị vu khống thôi. Long Gia, ông cho tôi thời gian điều tra đi, tôi nhất định tìm được tên nào đó muốn hại tôi. Long Gia, niềm tình tôi giúp ông bao năm nay, ông cho tôi thêm cơ hội đi. Vô dụng, tất cả đều là vô dụng. Bao nhiêu tên tội phạm bỏ trốn cũng không tìm được tên nào. À, bà sai, em mới bắt được một tên tội phạm. Hắn nói đa số tù nhân vẫn còn trốn tại Bangkok. Em đã tăng cường lực lượng canh chừng rồi, bao giờ bọn chúng từ từ tìm kiếm, chắc chắn có thể bắt được bọn chúng sớm. Thật ra là tại sao lại làm cho nhà tù bạo loạn nghiêm trọng như vậy? Có lẽ có liên quan tới đấu võ trong nhà tù. Trong đó người quan trọng nhất chính là một người tên Bộ Thanh Dân. Còn chuyện có liên quan tới người khác hay có băng phái nào không, còn phải điều tra kỹ hơn mới được. Sa Mã đâu? Vẫn chưa thấy. Xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn chết ở đâu rồi chứ? Tony, tôi giao chuyện này cho cậu toàn quyền, có chuyện gì trực tiếp báo với tôi. Dạ, à bà sai. Chỉ là một bến tàu và kho hàng thôi, không ngờ là kéo hết cả nhà tới đây nhận đồ. Có bộ họ Bạch làm ăn chỉ tạm được mà thôi. Con người của tôi dễ thỏa mãn lắm. Chỉ cần là đồ của họ Kim, cho dù là hàng giả mạo, tôi cũng cảm thấy rất vui. Ông giỏi lắm, gài bẫy cho chúng tôi xa vào. Thực tế trận đấu đó là cái bẫy, không có chứng cứ. Anh đừng có nói lung tung ở đây. Đường đường là họ Kim, không lẽ muốn nuốt lời không chịu nhận sao? Con khốn, đâu nói chuyện phụ nữ lên tiếng cái gì chứ? Nếu họ Kim không dám chịu thua, chúng tôi rất sẵn lòng chia tay giúp đỡ. Nhưng mà Long Gia có danh tiếng ở phố Người Hoa, lỡ đồn ra ngoài, tôi sợ không hay cho lắm. Con dâu tương lai của họ Bành, ăn nói quả nhiên lanh lợi. Ba, con tới là để mang chút quà cho Kiên gia. Dân chiến thắng trận đấu, ngục trưởng vì không muốn chung tiền nên gom hết toàn bộ tiền bỏ trốn. Tôi nhận được tin liền chạy đi chặn đường ông ta. Tôi tính sơ qua rồi, số tiền đặt cược độ khoảng 3 triệu bạc. Thì ra không phải đi chặn người ta mà là chặn tiền. Câu lạc bộ Ngũ Long vẫn chưa khai trương lại. Bến tàu và kho hàng đã xây mười mấy năm rồi, cả hai đều là xương sẩu. Đối với họ Kim chúng tôi mà nói, không có mất mát gì. Kim tiểu thư quả nhiên thông minh, vừa ra tay đã bù đắp hết toàn bộ tổn thất. Nhưng có phải xương sẩu hay không, còn tùy nó rơi vào tay ai thôi. Phúc muội, lần này thật sự con đã tát con cáo già Bành Kiên đó một bạt tai. Phúc muội, không cần con tính toán chu đáo như vậy, đoán được ngục trưởng đi bước này làm tốt lắm. Cảm ơn ba.
Tiểu thư, sổ sách chuẩn bị xong hết rồi. Ừ. Ba, phiền ba coi lại giùm. Số tiền trong tay ngục trưởng đủ để mua lại kho hàng và bến tàu. Út muội, con muốn ba thưởng con thế nào đây? Con cũng mang họ Kim, làm việc cho họ Kim cũng đáng lắm. Kim gia, đại thiếu gia, nhị thiếu gia, anh bào trưởng đã chết rồi. Cái gì? Chèo phải hắn với người đi tìm bộ thanh dân sao? Chắc chắn là vợ tên khốn đó làm. Không ngờ hắn bị thương vẫn còn đánh giỏi vậy. Để em tìm được hắn, em đồ sát của hắn, chèo phố người qua để bêu riếu. Anh ba, toàn bộ phố người qua đều biết chúng ta và họ Bành cược nhau giết chết bộ thanh dân trên võ đài. Nếu hắn có chuyện gì, họ Bành nhất định thừa nước đục thả câu, nói họ Kim chúng ta khăm không nổi. Bộ thanh dân không chết, từ nay làm sao còn người phục họ Kim chúng ta? Bộ thanh dân chỉ là nhân vật nhỏ bé, kẻ thù thực sự của chúng ta là họ Bành. Hai người đừng có nên làm bậy nha, lát nữa càng làm càng rối, lại kêu người dọn chiến trường giùm cho hai người, vậy thì không hay đâu. Nếu như tôi là hai người thì bớt làm bớt sai, không làm không sai. Thì nói cái gì chứ? Hắn Long, Vũ Mụi nói rất đúng, đối thủ thực sự của chúng ta là họ Bành, phân tâm đối phó người khác, chỉ cần làm họ Bành thừa được cơ hội thôi. Chuyện của bộ thanh dân, hai con cầm được tự ý hành động, dạ biết rồi. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang Đổi Trong Tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.